Ok, hello chào các bạn. Ok, hello xin chào các bạn nha. Abang Fala chào các bạn đi. Hello chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thế Nhân Vlog, cuộc sống ở châu Phi. Ngày hôm nay mọi người trời đang còn mưa bay bay đấy. Vào bản thì tầm này cũng chưa làm được cái gì cả. Cuộc đất về ấy thì người dân cũng đẹp mượt lắm, giống như tháng 10, tháng 11 ở bên mình ấy nhỉ. Kiểu lành như thế không? Mà nói chúng là mùa này là mùa mưa, nên là mùa này là mưa rất nhiều các bạn ạ. Ngày hôm qua này đấy, đúng là một cái tuần này là mưa, tối là mưa, sáng mưa, giống như hôm những cái tối là mưa để nổi mà nước là tràn gần vào nước nhà, tràn gần vào trong nhà mình ấy các bạn. Nước gần vào trong cửa hàng luôn. Nghĩa là mấp mẹ cửa đấy mọi người. Cho nên là người dân thì để mà khai hoang trồng trọt nhau thì mùa này chưa làm, đợt này chưa làm được đâu các bạn. Cho nên là vợ chồng mình sẽ quyết định chuyển sang là làm thêm những cái mà tranh thủ thời gian này các bạn. Thì hôm nay mình sẽ ra một cái video là quá trình nấu nước mía các bạn, nước mật mía. Trời mưa thì trời nắng thì ta đi vào với dân bản, còn trời mưa ta làm những việc khác để giúp có tiền để cho dân bản đấy các bạn nhá. Cùng lành ấy mọi người, mình mặc áo này bởi là mình đang đun, bà xã bàn giao cho công việc là đun mật ý, nên là ở đang bếp thì nó ẩm hơn. Nên bây giờ mình sẽ quay quá trình để nấu lên một trái mật mía cho các bạn. Có thể là ở vùng quê mình gọi là Hà Tĩnh, nhiều người là biết mật mía, nhưng những nơi khác á, thì có lẽ cũng chưa biết mật mía đâu các bạn ạ. Đấy, hôm qua đây là số lượng mía mình giúp bà con dân bản xin nè các bạn. Cái này là muốn giúp cho người dân thôi, mình nói chúng cái này chỉ là tranh thủ thời gian rảnh đây, những lúc nhàn rỗi đi làm thôi. Cái này phải đun ở bếp ngoài này thôi. Còn ở bếp gá thì cái lửa nó bé nên rất chỉ là lâu. Nên mình đun ở ngoài này, đun ở ngoài không đun ở trong nhà. Cái mật mía này quá trình nấu thì thường xuyên phải vớt bọt đấy các bạn ạ. Cái bọt này là cái tạp chất ấy, trong nước mía đó. Trong cái mía cũng như là trong cái mía cái này, cái mía thì mình rửa quá sạch sẽ rồi lúc đó mình mới xay đến các bạn ạ. Trời mưa nên là có thế mà em nhân viên ở đăng cửa hàng về giúp làm với bà xã mình, bởi là hôm nay cũng gần cuối tuần thứ sáu nên là đang ấy chủ yếu là đầu tuần thôi. Hôm nay mất điện ấy nên là em mới về đấy luôn. Nói chung là đấy số lượng mà hôm qua anh Nhân đi thu giúp bản chính đây các bạn. Đến là về giờ là giao cho mình để cái khấu hoàn thiện là xáy được mía xong rồi nấu. Còn cái này là cũng máy nhờ một là phần là ở bên này là người dân Việt Nam mình cũng hãy dùng mật mía vào dịp cuối năm gần Tết này các bạn. Là cũng may mắn cho người dân là mía như thế này là cũng chuẩn bị xốp cả này. Thế là hôm trước cái thầy bảo là nhờ anh Nhân là vào thu mua giúp cho, chứ không là để như thế này là mía ra hóa và hư hết đấy. Nên là anh đi cùng mấy hôm nay cũng đang mệt trong người nhưng mà cũng thấy thương quá, nên là đi vào để nhờ dân bản thu gom lại, nên là mình sẽ mua và tận dụng cái thời gian này là khi người dân Việt Nam mình đang dùng số lượng nhiều đấy là sẽ tiêu thụ được. Mà đặc biệt là trồng như thế này là cùng vợ chồng mình cũng tính toán là như thế này các bạn này. Đưa làm xong, nấu xong hoàn chỉnh là sẽ trực tiếp đưa lên tỉnh đấy. Đưa lên tỉnh để bán để có giá thôi. Mới có giá các bạn, mới có lợi nhuận thêm tí, còn không thì hơi vốn thôi. Chẳng quá là giúp dân đấy các bạn. Giúp người dân thôi các bạn. Đó là đi bán với hai nữa là củi cùng phải mua từ người dân đấy. Củi cùng nhớ vài người rằng là cứ cho mọi người đi thu gom lại rồi là vợ chồng mình sẽ mua. Nói chung là thời gian này không cũng khi trời mưa thì dân bản chứ làm được gì thì vợ chồng mình tranh thủ làm như thế này. Thì có huy động toàn lực những nhân viên làm để cho nhánh cho kịp tiến độ họ giá nhân đấy. Bởi vì là người Việt mình chủ yếu sử dụng nhiều vào dịp Tết Nguyên Đán mọi người. Có một số vùng thì sẽ là dùng mật mía này để chấm bánh trứng ấy các bạn ạ. Mình ở Hà Tĩnh Hương Sơn mình thì không, nhưng mà có một số vùng ở cùng Hà Tĩnh mình nhưng mà là chấm mật. Có bạn chứng bằng mật ấy. Có bạn nào mà biết quy trình nấu mía để mía được đạt chuẩn là xin là thế cho vào trong mình ý kiến nha. Vì là ở cái này là cũng là một cái đấy đó anh ạ, vì thấy lên mía của dân là nhiều đó. Nên là cái nhu cầu của người Việt có thì mình sẽ giờ và có thể sáu nửa là nếu mà người dân có nhờ mình thu mua hoặc là có muối để bán cho giúp cho dân ấy, thì vợ chồng mình sẵn sàng làm và giúp bán cho dân đấy. Mới đầu anh vào thì người dân là nghĩ là mới đầu mình vào thì người dân tính là nhờ mình đem ra chợ bán, vận chuyển ra chợ. Đấy, nhưng mà mình nghĩ ra chợ thì cũng vậy thôi, thôi thì mình mua giúp thôi. Mình mua giúp để mình cũng phục vụ cho công việc của mình luôn. Bạn làm thành giá thành phần như thế này thì có bán được có giá hơn cho người dân đấy các bạn ạ. Về hôm nào? Về hôm qua hả? Hay là cái tối? Thật đó hả? Wow, anh tưởng nó nhà đã đều luôn đá. Ngoan hề. À thế hả? Anh ấy tưởng trước về nên là cùng nghĩ là anh em lên này mọi người mọi việc cả nên là không gọi. Gọi thì lại bảo là ông Nhân này buồn cười thế thì mình đang bận việc thì gọi. Tí sáng. Làm gì đâu, ở nhà mà. Em thấy quy trình nấu mật mía này lâu lắm các bạn ạ. À thế á? Ok. Ok. Wow, vừa mới bảo lên trời mưa gió này làm gì mà tí lại vào đó lại. À, thế thầy bảo đi làm mà lại tí vào đó lại. Thầy bảo đi làm mà lại tí vào đó lại. Ok. À, chi nhỉ? Cho anh tí đâu? À, anh đang làm cái bầu cười cho khách. À, vài ba hôm thôi. À, rồi, anh xem sắp xếp. Ok. Tí sáng. Nghe bảo có hoa quả tí sáng chưa đó. Ok. Nha. Đây mọi người, mật mía mình đang nấu đấy các bạn, đang sôi sung sục ấy. Cái nồi này mình nấu từ tối hôm qua cho đến 2 giờ sáng đấy các bạn. 2 giờ sáng mình mới đi ngủ, xong rồi sáng dậy là 6 giờ sáng mình lại nấu tiếp. Đến bây giờ đã là 11 giờ đây đấy, bây giờ mới được chừng này đấy. Không biết còn bao lâu nữa mới hoàn thành các bạn. Còn cái đang ngoài này thì cái này chỗ này là thứ nhất là bị trào, với thứ hai là bị mình vớt bọt mình gõ ra đây luôn. Đấy. Còn cái mật mía này là phải thường xuyên vớt bọt đấy các bạn ạ. Mình chùi rửa rất sạch sẽ rồi. Đấy. Cái nào thì nhưng mà cái này mình phải vớt bọt thường xuyên nó mới sạch được, bởi là cái tạp chất ở trong nước mía, trong cái mía mọi người, nó sẽ có một ít tạp chất đấy. Đây các bạn này, mình phải vớt bọt như này này, mình sẽ gõ đấy để cho nó rơi xuống đời luôn. Thế là lát nữa củi nó sẽ cháy thì nó sẽ, cái mật này nó sẽ cháy luôn, nên là không sao. Cái này cũng chắc được 70% đấy mọi người. Đun phải đều lửa các bạn ạ. Bé quá thì lúc không sôi, mà không sôi thì sẽ không bốc hơi nữa các bạn, nên là cái mật nó cũng cố đặc lại được cho nhanh á. Mà lửa lớn quá thì nó sẽ bị trao ra ngoài các bạn. Đấy. Các bạn thấy không? Mật sôi vẫn cái sôi sung sục về đấy. Nhưng mà vẫn chưa được đâu các bạn ạ. Cái này còn phải tầm mấy tiếng đồng hồ nữa mới được đấy. Đấy, mình chờ một lát nữa cái bọt nó lên nhiều thì mình lại vượt tiếp với các bạn. Đấy. Cái bọt này là phải vượt liên tục. À, bạn nào chuyên nấu mật mía với có những cái kinh nghiệm thì có thể comment truyền đạt lại kinh nghiệm cho mình nhé, để mình nấu làm sao đó cho nhanh hơn. Nhưng mình cùng cái này gọi là thừa tiền đấy các bạn, tiền cái gì làm cái đó, chứ cũng phải là chuyên về một cái gì cả cho thành thạo đó mọi người nhé. Nhưng mà mật mía đấy thì mình nấu rất chỉ là nguyên chất, từ 100% là cây mía. Chúng công đoàn mật mía là nấu xong các bạn đấy, sau đấy là cái thành phẩm của vợ chồng mình đã làm ra đấy các bạn này. Mía rất là đặc quạnh luôn, màu rất là đẹp. Đấy. Nói chung là nấu nước mía thì cũng có gọi là kinh nghiệm đấy đấy, để là nhìn rất là ngon luôn. Đấy là một số làm thành 2, 4, 5 trái, 6 trái con ký đầu kia rồi các bạn. Mấy ngày hôm nay là tranh thủ cũng gần Tết để làm kịp để giao hàng cho chị gái ở trên tỉnh ấy. Nên hôm nay vợ chồng mình cũng tranh thủ dậy sớm, vợ chồng là 4 giờ sáng đã lò mò dậy để làm và để chuẩn bị đi giao hàng đấy. Nhưng vì người dân bản thì ta cũng phải chịu khó một tí thôi các bạn ạ. Đặc quạnh luôn anh này. Đặc lắm em ạ. Mình hiện tại bây giờ đang làm cameraman nhé các bạn. Phụ bà xã một tay. Cái khấu nấu nước mía nó lâu lắm các bạn ạ. Sấy thì ở mình thì ở bên này thì điều kiện có những cái máy sấy rất là bé, nên là làm sấy sống nấu khấu nấu này rất là lâu. Đặc biệt là nước mía rất sạch các bạn, vì làm là mình cũng có nhờ các bạn nhân viên của anh Nhân đấy và cùng má xa ra giúp việc là làm giúp được rửa sạch vỏ rồi sấy lên nấu. Đặc quạnh ấy. Nó vào khó em nhỉ, đổ vào cho nó vào trái cũng khó đúng không? Mật mía thì quả chất lượng đấy. Một 100% từ mía sạch nhé các bạn. Các bạn ở Việt Nam có ai đặt đến mình ship nhá, mình ship về Việt Nam cho các bạn nhá. Cái mật mía này thì thường thường là những cái khu vực giống như miền Trung chúng mình thì thường thường là hay sử dụng hơn đấy mọi người. Còn ở miền Bắc và miền Nam thì mình cũng không biết. Hôm nay chủ nhật đấy mọi người, nên là vợ chồng mình sẽ tranh thủ để đem cái số lượng mật mía này lên cho người Việt mình ở trên tỉnh, trên thành phố các bạn. Bởi là Ngày thường thì mình vào bản này nên là cũng là rất nhiều việc, cũng là giai đoạn Tết cổ truyền gần đến rồi, gần kề rồi, nên là rất nhiều việc mọi người, kiểu tránh thủ một lúc nào đấy thôi mình lên xong rồi mình lại về luôn, chạy lên xong rồi chạy về luôn. Nghĩ đến quãng đường đi là mệt, đi xa lắm.